dòng loa Insulin Line của Rainbow với đại diện là ILC6.2 là loa quốc dân thật như lời đồn. Xin chào các bạn, tôi là Trần Loan đến từ Rainbow Việt Nam. Hiện nay với phần lớn anh em yêu xe và đam mê âm thanh theo xe thì nâng cấp âm thanh với chi phí loanh quanh tầm 10 triệu đồng, thời gian lắp đặt nhanh chóng chỉ trong một buổi sáng hay là một buổi chiều, đồng thời là hoàn toàn không can thiệp vào điện của xe, không mất bảo hành của hãng, an toàn tuyệt đối cho xe trong khi mà vẫn cải thiện được một chất âm hay, hài hòa với nhiều thể loại nhạc luôn là nhu cầu thiết yếu. Nước Đức là nước cái nôi của xe hơi thế giới với các thương hiệu nổi tiếng như là Mercedes, BMW hay là Audi luôn đi đầu trong lĩnh vực âm thanh xe hơi, mà hãng âm thanh high-end Rainbow có trụ sở chính ở Heilbronn là một điển hình. Được hình thành từ những năm 1989 tại Đức, Rainbow chuyên sản xuất các sản phẩm âm thanh xe hơi cao cấp nhằm tới thị trường âm thanh high-end dạng sound quality với thâm niên hơn 30 năm. Từng đặt các giải thưởng châu Âu ASA về loa hay nhất trong xe hơi, Rainbow không chỉ phổ biến ở Đức mà còn vươn mình ra toàn thế giới. Ngoài các dòng loa cao cấp hướng tới khách hàng high-end, Rainbow còn tập trung vào dòng loa Omen Upgrade, Rainbow Intertitan Line, chuyên nâng cấp các loa theo xe như là dòng Toyota này, BMW, Mercedes, Nissan, Hyundai mà vẫn giữ nguyên màn nguyên bản với âm ly theo xe. Giải pháp thay loa cánh cửa dòng Omen Upgrade không phải đục đẽo gì trên xe và thời gian lắp đặt nhanh chóng giúp cải thiện chất âm đáng kể với chi phí thấp chỉ loanh quanh tầm 5 triệu đồng trên một cặp loa, là một trong những giải pháp hiệu quả nhất, chất lượng vượt tầm tiền. Trên tay tôi đang là bộ loa ILC6.2 Toyota đến từ Rainbow ở Đức. Chúng ta cùng xem bộ loa này có gì nhé. Đầu tiên là đánh giá sơ qua về vỏ hộp. Vỏ hộp được thiết kế với tông rất là đẹp mắt, với tông màu chủ đạo là tông màu trắng. Trên vỏ hộp thì điền đầy đủ các thông tin như địa chỉ website này của hãng sản xuất. Chúng ta cùng đập hộp bộ loa này nhé. Đầu tiên thì ta thấy có tem logo của Rainbow này, hướng dẫn sử dụng. Trong đây thì ghi đầy đủ các thông số kỹ thuật, căn chỉnh cũng như là hướng dẫn lắp đặt có hình ảnh đi kèm rất là chi tiết. Toàn bộ hộp, toàn bộ sản phẩm thì được để trong shop PU rất là chắc chắn này. Loa và phụ kiện thì đều được bọc cẩn thận trong một lớp ni lông để chống nước. Loa woofer thì còn có một lớp nắp nhựa để bảo vệ màng loa. Đây, lớp nắp nhựa ấy đây. Khung loa woofer thì được làm bằng nhựa cứng này, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về trọng lượng và bộ gá theo xe. Kết cấu của xương loa với 3 chấu lắp đặt rất là thuận tiện, lắp được hầu như toàn bộ các dòng xe phổ biến hiện tại. Với thiết kế cao lên dòng loa này không cần dùng dưỡng khi lắp đặt như các loại loa khác. Ngoài ra thì vành che nước đi kèm, đây là cái vành che nước đi kèm này, nó đảm bảo nước sẽ không theo mép răng hở ở cửa mà đi vào côn loa làm hỏng loa. Rắc cắm thì ở đây thì sử dụng loại rắc vuông rất là chắc chắn theo tiêu chuẩn của xe Nhật Bản. Khi cấp hàng thì nhà cung cấp sẽ cho các bạn một rắc được tặng kèm nên là nó rất thuận lợi khi lắp đặt và không phải đấu hàn gì dây loa và với loa cả. Hơn cao su thì rất là mềm mại này, đảm bảo được độ nhạy cao này, không cần công suất quá lớn thì vẫn kéo được cặp loa này, hoàn toàn phù hợp với các màn theo xe mà công suất âm thanh thường là rất là khiêm tốn. Màng loa thì dạng polyprobium, thỏa mãn nhu cầu khắt khe lại trái ngược nhau về trọng lượng, độ rung và độ cứng. Mạng nhện thì dùng vật liệu cao cấp đàn hồi tốt và bền bỉ, rất mềm và đảm bảo độ tuyến tính cho toàn bộ giải tần hoạt động của loa. Côn loa thì có kích thước vừa phải thôi, chỉ tận dụng triệt để được hết công suất khiêm tốn của màn theo xe. Loa woofer của bộ ILC6.2 thì có chất âm rất là chi tiết, mềm mại và dày dặn ở giải trung và trung trầm. Với độ nhạy cao nên với các màn công suất thấp từ 25 đến 30W như là màn theo xe
màn Android, màn WinCE đều có thể kéo được. Loa tép là dạng lụa với kích thước tầm 25mm, hứa hẹn một chất âm rất là chi tiết, trong trẻo, không tắt và chói như các loại loa speaker khác. Đặc biệt tụ ở trong bộ phân tần được độ một cặp tụ. Đây là cặp tụ đấy. Nó rất là khủng, đến từ Đan Mạch, chỉ chuyên có ở trong các âm ly đèn 2N. Sau khi được nâng cấp phân tần với tụ khủng thì chất âm giải loa của loa speaker sẽ mềm, tơi và có dáng dấp của một bộ dàn 2N giá cao. Kích thước của loa speaker và phân tần nhỏ giúp nó có thể dễ dàng lắp đặt ở bất kỳ đâu, kể cả cánh cửa, với cột A và gần cột A. Với kết cấu đảm bảo chất âm dày dặn, mềm mại và khả năng tận dụng tối đa công suất khiêm tốn của màn nguyên bản lại thêm phần lắp đặt đơn giản, thì dòng loa Insulant Line của Rainbow với đại diện là ILC6.2 là loa quốc dân thật như lời đồn. Trên đây thì tôi và các bạn đã cùng nhau khám phá giải pháp nâng cấp âm thanh đơn giản và hiệu quả, nhanh chóng, chi phí cực thấp với loa Rainbow ILC6.2. Xin hẹn lại các bạn ở clip tiếp theo. Và đừng quên subscribe kênh YouTube Cao Audio Việt Nam và like fanpage của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.